Dạ con xin chào cô chú. Nay con lên cho cô chú con NF 110 cô chú. Dạ quay chi tiết cô chú tham khảo nè. Phần két nước á, mình thấy trời này hơi bị sáng cô chú. Đang quay bên trong. Bên trong thấy còn đang nín nha cô. Đây. Còn đen luôn. Chưa có bị mớp méo hay gì nha cô á. Này do bị cản cái lưới ngoài nên con không có quay rõ bên trong. Bạn thấy bên trong còn rất là đen, đen ngính nha cô, rất là liền lạc. Đây ống dạo đây còn nguyên zin mà phần thùng dầu á hiển sân zin còn quá, nó hơi bị chày với bị cắn quá, cắn đây nè bãi gì à. Giờ con mở ra quay chi tiết bên trong quá tham khảo nè. Đi nắp dầu được dầu nguyên zin. Đây phần miệng trên nè, đây có hơi bị cắn nhẹ anh có. Dặn quay chỉ tiếp bên trong. Bên trong con cũng còn thấy sáng nữa. Đây. Bên trong thấy còn rất là sáng. Đi đáy con nhìn không rõ nữa. Bạn thấy mấy góc bên đây nè. Bạn thấy còn rất là sáng. Dầu thấy còn mới nữa. Mà có yếu điểm là bị cắn và chỗ gì nè. Còn phần lóc á thì màu sơn zin nó nguyên bản luôn, màu vàng quá mà bị chày cắm sơn. Đây còn in vàng mà nè. Ga của nó thì là ga chết luôn. Đây đó, dẫn quay chi tiết nè. Ốc còn hoàn toàn chưa bung mở luôn, ốc kiên nguyên bản quá. Này thì bên con bao bên trong máy là nguyên zin nguyên bản, hoàn toàn chưa đụng chạm gì hết bên trong á. Đây nhớt nè, cái cũng còn mới nè, góc bên trong á bên trong còn sáng khi mới găng nè, còn rất là mới. Ốc sả nhớt nè còn nguyên viên, còn nguyên zin nguyên bản luôn. Cái tem của nó còn á, NF 100 này 110 luôn á. Tem còn nguyên vàng đầy đủ luôn. Phần lượt dầu á, nguyên cụm khóa dầu nè, còn nguyên zin luôn. Đi dầu lượt dầu đụng nguyên bản, đã có dầu còn. Ống giờ cũng nguyên zin cô chú. Đây. Máy này thì nó có thêm cục đề. Đó. Này thì bên con chưa có thử nha con. Bạn thấy đây chìa khóa còn xài được nè. Này bên con chưa thử mà theo con còn chạy quá. Nếu mà cô bác nào mà muốn bên con thử cục đề luôn thì vui lòng để tin nhắn không bị lận quá. Còn đây là nước sơn zin còn nguyên bản nè. Đó, ốc mặt gam nắp hồng chứ còn mới không. Ốc cô chú coi thử bên trong màu sơn còn nguyên zin luôn. Đó. Giờ không quay mặt sau quá. Có chỗ này dĩa bị cắn đây nữa, cắn đây nè, tem mà còn đầy đủ luôn, cục đề miếng chụp ở ngoài mà còn đen ngính nha con. Có chỗ này hơi bị xét nè. Còn phần tổng thể thì thấy cũng còn mới, sơn zin đen còn. Đây cái này thì nó có cái chụp đít nha con, nó có cái chụp đít nè. Này cô chú khỏi sợ kiểu chạm vào bánh chén hay là diện quá, đèn cho đề cũng có nè. Này thì có kèm theo bu ly, vì nó bu ly ba rãnh mà bị mẻ đây quá, mẻ đây hết rãnh nè. Áo từ nguyên bản luôn, bánh chén đây anh thấy còn rất là mới, nước sơn nè còn nguyên zin luôn. Đạn gió đạn tăng đưa đồ thì nguyên bản rồi chứ, còn còn không đụng chạm bên trong nè. Cô chú coi tham khảo nè, lóc nè rất là mới luôn quá. Giờ con mở phần bên trong cát nước quá. Phần cát nước này á bên con bao à không xì không lủng. Đây nước
phần mặt trên á, em thấy chỗ này có bị mớp nhẹ luôn chứ, cái sơn thì hơi bị chóc nè, còn đây còn đang nín sơn trên hơi bị chóc, dây điện mà em thấy cũng còn mới nha con, ống dầu chả nguyên zin luôn, nó bùa bùa lửa nguyên bản nè. Này là bát của nó là bát chung nữa, đây màu sơn còn nguyên zin luôn. Chú coi cái coi dầu còn cực kỳ sáng nữa, chưa có dấu hiệu của sét, mà cái nước sơn còn rất là mới nè, ốc nó mới ráp. Chú coi thử nước sơn còn riêng nguyên bản luôn. Cái nắp bi đáp nước sơn cũng rất là liền lặng quá, không có chóc nước sơn hay gì hết đó, rất là mới. Đây, ốc nè bạn còn chưa đụng chạm bên trong chứ, trong bao ghim luôn, vì là như có xả vô bọt và chạy của chứ. Rồi bên con quay lên cho cô bác tham khảo máy này nè, cái chỗ này chỗ bao nhất nó ăn qua. Giờ con nhà tài quay test máy của chú tham khảo nè. Chú chạm vô khỏi sợ nóng, tiếng máy nè, càng tư diếm vọng quá. Máy này thì gió bắt gió đạn luôn chứ, tem được còn đầy đủ à, coi quay báo nhớt lên. Cô chú coi ngay cổ cổ boe nè, còn rất là sáng luôn, rất là mới luôn nhìn quá, không dầu nè, heo rút bê rồi nguyên zin luôn, bạn còn không đụng chạm bên trong, máy bao zin quá, còn cái nước con cũng bao luôn, không xì không rủng. Dạng lên ra lớn quá tham khảo nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yếu điểm của nó là chỉ có phần mớ bên đây thôi. Đó. Tiếng máy còn nghe còn rất là chắc luôn quá. Màu sơn zin còn nguyên bản nè. Bên trong máy em còn bao zin. Máy này thì bên con cũng xin báo giá luôn quá. Máy này em con bán với giá là 13 triệu rưỡi bao ship. Của bác nào mà tham khảo được máy này hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết á thì xin vui lòng với lại liên hệ số điện thoại trên màn hình. Còn nếu có ý kiến có biết thêm á, xin lòng với lại tin nhắn phần bình luận. Dạ, clip của con tới đây cũng xin kết thúc. Con xin hẹn cô bác các clip tiếp theo. Bye cô bác.